tiêu, nước tương. Giống như trứng cút vậy đó. Ngon lắm. Ngon ngọt lắm. Nguyên. Rồi, xé bánh mì ra đi. Bé ăn thử coi ngon. Trứng cút được mình úp mới gọi. Rồi, tình hình là vắng que luôn. Vắng que luôn. Đây là đường gì nè, Quỳnh Thúc Kháng nè, là quần Xuất Kháng nè. Sao bên New City á, chung cư người ta dám ngồi ở đây, lần đầu tiên mà thấy thứ bảy nó vắng vậy. Đây là cà phê Central Nguyễn Huệ. Chuẩn bị giờ địa điểm rồi các bạn ơi. Qua bên Xiao là mai mốt ở đây các bạn không có uống được nữa đâu. À, tòa nhà cao quá, tòa nhà Vietcombank. Thôi vô nha các bạn ơi. Nè, tâm tặng nè. Trà Lipton nè đớm ơi, đớm muốn trà Lipton không? Ơi bị ngon đó nha. Hình thành là giờ là ngồi trong cái lồng kính thì cho nó an toàn các bạn. Rồi tới cà phê sữa. Cây sữa. Cây sữa này cũng tặng luôn. Thì một lát nữa mình kêu hai món. Một món là bún bò với một món là đồ ăn. Ở lọt chưa? Xin mời bún bò nữa. À, bán đây em. Bún bò rồi rau rồi đó. Cái này là bún bò chả, cái này là bắp bò đúng không? Lớn có ăn bún bò không? Rồi ăn bánh mì nha. Bánh mì nó kêu là bánh mì xúc xích nè, có tặng bơ. Cái này là cái gì em? Trứng chiên với xúc xích. À, trứng chiên với xúc xích nè, hấp dẫn quá. Chú mới gửi nè. Ngon quá. Đó, nó được tặng nữa nè, nó có gì đây? Có xúc xích nè đớm ơi. Ngon quá, xúc xích nè, thịt nguội nè. Rồi. Không dễ ơi. Dạ. Có nước tương chưa? Đây còn gì ra nó hết này. Tiêu, nước tương. Giống như trứng cút vậy đó. Ngon lắm. Ngon ngọt lắm. Nguyên. Rồi, xé bánh mì ra đi. Bé ăn thử coi ngon. Trứng cút được mình úp mới gọi. Hình não mình cùng não đặt bàn ăn vậy đó. Ừ. Nữa mình xé được con. Ừ. Cái đồ này là người ta giống như là ngày xưa tới giờ. Mất rồi đặt bàn nó tôi ra nổi bà. Nó thiệt luôn á. Vui gì đâu nhìn mấy chứ tưởng hơn mà tôi làm mặt cho bà tới giờ luôn mà tôi thấy da bà nó vẫn còn được. Bữa ai nặng bụng cho bà còn vui. Ngon lắm á, xúc xích này hấp dẫn lắm á nha. Để bà ăn thử miếng nha. Ủa chị kia nó thứ mấy đây dạ, qua thứ hai hả? Không, nó chưa có rụng mà, để nó rụng mài rồi nó qua khi nào nó qua. À, bà ăn thử nha. Cái này chấp cái miếng này ra hả? Ngon lắm đúng rồi. Sốt là nữa đó hả? Thịt đó cơ. Đó là đỏ nó hơn. Ngon lắm. Đớm đớm. Nó khác 11 triệu. Ngon quá. Ăn thử miếng thịt nguội của đớm nha. Ăn miếng nấm đi. Nấm không ngon chị hết.
ba hay là ba cũng làm cái đồ cùng với đớm không? Làm gì con? Xương rồng. Ba cũng muốn làm xương rồng nắm không? Xương rồng vậy? Ba. Chào con. Con thấy được không? Nắm ngon lắm đó. Thử đi. Bổ dưỡng lắm á. Thịt nguội cũng ngon nữa nè. Rồi, món thịt này ngon quá. Nhậu hết ý luôn. Ăn đi con. Món thịt này nè, nó giòn giòn ngon lắm các bạn ơi. Cái này ăn uống rượu vang. Đúng thấy không ngon. Nuốt vô đi. Ăn uống rượu vang ngon lắm. Uống bia hết ý luôn. Cái này kêu bằng thịt gì? Bacon. Bacon đó hả? Bacon mà nó chiên giòn á, uống bia ngon lắm à. Đối diện là City Bank. Ngoài đây cũng vắng lắm mà. Hôm nay là thứ bảy. Bình thường ngoài đây đông lắm nè. Sao hôm nay cũng vắng luôn. Có trên lầu nữa. Ai muốn yên tĩnh lên lầu. Uống cà phê đi con. Uống cà phê làm cái gì? Không uống cà phê để làm cái gì? Lấy sữa á. Uống cà phê sữa để làm cái gì? Đã tỉnh táo hả? Tiếng chào các bạn ha. Thì vậy là mình ăn sáng xong rồi các bạn. Thì sáng thứ bảy mình hay đi ăn sáng ở trung tâm quận 1 rồi đó. Thì giống như là mình nhớ về Sài Gòn xưa rồi tham quan những cái địa điểm cà phê mới. Thì mình quay cho các bạn coi cái clip ngắn ha. Thì các bạn nào muốn coi về quận 2, quận 7 thì các bạn đăng ký kênh và chờ những cái tập tiếp theo của Phú Mỹ Hưng cũng như là quận 2 hoặc là những cái quán ăn ngon của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký nhấn nút chuông nha, để kênh của Tuấn được tiếp cận nhiều người hơn cũng như là có thời gian để phục vụ cho các bạn nhiều hơn. Tuấn có đi đâu thì sẽ quay cho các bạn. Thì đường này là đường Bến Vân Đồn ha. Thì sắp tới Tuấn sẽ làm một tuyến đường Bến Vân Đồn này cho các bạn coi. Thì hôm nay thứ bảy thì mình làm cái clip ngắn về ăn sáng ở cà phê Center ở Sinh Hoa thôi ha. Rồi chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.